Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6, thì Sở Thông tin và Truyền thông đã ra mắt bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 Hà Nội để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Và thông qua bản đồ này, thì người dân có thể tìm kiếm cũng như là phát hiện các vấn đề liên quan đến COVID-19 ở xung quanh mình hoặc là tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn Hà Nội. Và được biết, nguồn dữ liệu cũng như là số liệu chuyên môn về dịch tễ COVID-19 được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố và Sở Y tế đã được cập nhật liên tục ngay sau khi có thông báo chính thức của CDC. Người dùng sẽ truy cập bản đồ qua địa chỉ covidmaps.hanoi.gov.vn bằng điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, có thể tìm kiếm phát hiện các vấn đề liên quan đến COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn Hà Nội. Hệ thống cũng cung cấp các công cụ phân tích mật độ, thống kê, quản lý, giám sát phòng chống dịch, các điểm xét nghiệm COVID-19, các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, v.v. Dự kiến trong giai đoạn 2, bản đồ sẽ được nâng cấp bổ sung một số chức năng mới như thông tin các điểm dịch tễ, điểm phong tỏa, ca dương tính đã công bố trong bán kính do người dùng xác định trên bản đồ, xác định vị trí tìm đường đi để xây dựng lộ trình di chuyển phù hợp và hạn chế tiếp xúc các điểm có nguy cơ lây nhiễm.